Ngự thần sư VTC. Chào mừng bạn đến phó bản Bách quỷ dạ hành, một mini game cực đặc biệt có trong Ngự thần sư. Phụ bản này là nơi quy tụ 100 loại yêu diễu hành hàng đêm. Bạn chỉ có 45 giây để chuẩn bị, sắp xếp những ngọn tháp cách một cách hợp lý để chống đỡ lũ yêu này. Nâng cấp tháp, chà, phải rồi, đó là cách khôn ngoan nhất để chống đỡ 100 loại yêu và hơn 10 con boss đang diễu hành. Với 4 loại tháp khác nhau gồm Lôi tháp, Hỏa tháp, Băng tháp, Choáng tháp. Nâng cấp từ level 1 đến level 5, hình thái sau mỗi cấp độ của tháp sẽ thay đổi, sức mạnh đòn đánh sẽ gia tăng đáng kể. Đặc biệt, nhân vật cũng sẽ trực tiếp tham gia vào trận chiến cùng các tháp, tăng khả năng ngăn chặn cuộc diễu hành. Diệt các nhiều boss, quà càng đẩy túi. Boss đặc biệt nhất chính là Kim Cương. Khi tiêu diệt sẽ rớt ra đá tụ hồn, một vật phẩm rất cần thiết để tăng sức mạnh cho người chơi. Vậy, bạn có muốn tham gia cuộc diễu hành này không? Vào game chơi ngay nhé! Bách quỷ dạ hành, thủ thành chống yêu. Tải game ngay tại App Store và Google Play với từ khóa Ngự thần sư VTC.